Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa đèn Tiplet T8 hiệu Philips, tìm hiểu cái cấu tạo bên trong của thanh LED và cái bao nguồn LED driver của nó, xem ra nó có khác biệt gì so với những cái đèn Tiplet thông thường có ngoài thị trường hay không. Trên tay mình đó là cái bao nguồn LED driver của cái đèn Tiplet T8 Philips. Ở đây nó sẽ dùng LED dây. Chip LED của nó sử dụng là 2835. Còn đối với đèn tiếp LED thông thường á, nó sẽ dùng LED thanh, dùng chip LED là 5730. Như các bạn cũng đã biết á, những con LED này á, trong các video trước mình đã nói, những cái đèn tiếp LED thường này thì sẽ có một nhánh của nó là hai con LED này, nó mắc song song với nhau rồi sẽ mắc nối tiếp với từng nhánh khác. Còn đối với cái đèn tiếp LED T8 Philips thì đây mình có tất cả các chip LED này, nó mắc nối tiếp với nhau ha, nó không có mắc song song với bất kỳ con nào hết á, nguyên một dãy của nó luôn. Ở đây nó nối anode, con đầu tiên á nó sẽ nối với nguồn cộng của nguồn LED driver, và chân âm của nó nối vào cái con LED cuối cùng của nguồn LED driver. Như vậy giả sử trong một cái dây LED này nè có một con đứt á, thì tất cả cái đèn này không sáng, tắt hết luôn, tại vì tất cả LED này á, nó mắc nối tiếp nhau ha. Để kiểm tra chip LED á, thì mình cũng dùng cái thang đo diode mình kiểm tra. Trong trường hợp mà cái dây LED này nó bị đứt, không sáng thì mình cứ kiểm tra bình thường. Mình làm cẩn thận, tại vì dây này nó dễ bị đứt lắm. Theo vào đó, nó hàn dính vô cái silicon luôn, ở trên cái viền thủy tinh đó. Đó, mình kiểm tra từng con, có con nào đứt thì mình có thể mình thay thế hoặc là mình câu nối tắt lại ha. Việc kiểm tra này cũng khá đơn giản, thì từng con LED này á, nó mắc nối tiếp với nhau tạm thời một dãy luôn. Đó là về phần vấn đề thanh LED hoặc là dây LED. Còn vấn đề bộ nguồn LED driver thì nó sẽ có một sự khác biệt so với những cái bộ nguồn LED driver thông thường trên thị trường, như mấy cái đèn tiếp LED dạng đông hoặc là mấy cái đèn điện quang á. Ở đây cái đèn Philips á, nó dùng một số linh kiện khác. Đây là cái bao nguồn LED driver mà mấy cái hãng đèn khác hay sử dụng. Ở đây nó sử dụng con IC nguồn LED driver, là cái con IC 8 chân. Đồng thời nó sẽ có một cái cuộn dây, ở đây là cuộn dây chứ không phải là cái biến áp xung ha. Tuy nhiên đối với mặt đèn LED driver của đèn Philips á, nó con này là con 4 chân, đó là con chỉnh lưu diode. Còn đây đích thị là cái con biến áp xung. Nó không dùng IC 8 chân giống như cái bo nguồn LED driver thông thường, mà nó dùng cái con Chastor 13003. Cái con này tạo di động và công suất luôn ha. Trong bộ mạch nó thì thiết kế rất đơn giản, đây là hai dây AC 220V ngõ vào
điện trở này, điện trở 10 ohm, đây là điện trở cầu chì ha. Hai cái này là hai cuộn dây của nó để lọc nhiễu đầu vào. Đó là cái cuộn L1, L2, nó ký hiệu trên bo luôn. Đây là cái tụ lọc nguồn 310V DC sau cái chỉnh lưu. Cái con 4 chân này là con cầu diode chỉnh lưu ha. Tiếp theo cái con này là cái con biến áp xung, có cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp ha, không có cuộn hồi tiếp. Nó không giống như cái, đây là cuộn dây, nhìn sơ sơ là nó dễ dàng giống như cái biến áp xung, nhưng thực ta ra không phải. Nè các bạn nhìn không, ở đây nó có sự khác biệt. Cái lõi của cuộn dây á, nó hướng lên trên ha, còn ở đây cái lõi dây á, nó nằm ngang. Tí nó mình sẽ đo để kiểm tra cho các bạn thấy. Đây là cái tụ lọc nguồn ngõ ra. Con này con chanh to 13003. Rồi một số con trở dáng để phân cực và cái con diode ở đây. Linh kiện cũng khá đơn giản. Như vậy ở đây trong mạch của mình á, nó có sự thay đổi. Đó là nó sử dụng biến áp xung ha, và một cái con chanh to 13003. Tiếp theo đây mình sẽ nói về cái cách kiểm tra cái bo nguồn black driver của đèn tiếp led Philips. Thì dựa vào cái cấu tạo của nó, ở đây nó hay hư nhất là cái gì? Chính là cái con chanh to 13003. Thì mình chỉ việc đo nóng và đo nguội con chanh to này để mình xác định được cái bo nguồn này á, nó hoạt động tốt hay không. Còn việc hư hỏng cái biến áp xung này á, nói chung là cũng có nhưng mà rất hiếm, rất ít ha. Nói chung là nó chỉ bị đứt chân, đứt cuộn dây thôi. Mình kiểm tra thì mình dùng thang đo thông mạch, mình bật thang đo chuông. Đây là cái biến áp xung. Mình nhìn nè. Ở đây có 4 chân ha. 2 chân dài và 2 chân ngắn. Mình sẽ dùng đồng hồ mình đo. Ở đây có cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp. Đây mình đo 2 chân dài trước. Đó, cái giá trị của mình nó lên khoảng 31-32 ohm. Còn đây mình sẽ đo 2 chân ngắn. Ở đây là tầm 2,2 ohm. Như vậy ở đây á là có cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp. Còn đối với bo nguồn led driver thông thường á, là nó chỉ là một cuộn dây thôi, hai cái chân nối với nhau nè. Mà mình chỉ đo thông mạch toàn một chiều thôi ha. Đó, hai chân của nó hai bên á nối chung với nhau, còn ở đây nó sẽ tách rời nhau, hai chân dài, hai chân ngắn, tương ứng với cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của biến áp xung. Như vậy đối với bo nguồn led driver của đèn tiếp led Philips này á, rất đơn giản, hư hỏng nhiều nhất chính là cái con chanh to 13003 này. Biến áp xung thì ít hư, và mấy linh kiện này đơn giản. Ngoài ra các bạn kiểm tra thêm trường hợp mà nó không hoạt động, mới kiểm tra mấy con chở nè, cấp nguồn rồi chở phân cực cho chanh to này á, cho nó chạy ha. Ở đây mình sẽ kiểm tra cái con chanh to 13003. Nó chiều như vậy á, chân E nằm đây nè. Thì kiểm tra cũng đơn giản, mình chuyển vào thang đo diode,
đo một chiều lên, một chiều không lên. Các bạn đo thuận, đo ngược ha, đảo chiều quay đo. Chữ E mình giữ nguyên bên ngoài cùng nè. Đó, mình đo được cái giá trị là khoảng hơn 700 ohm. 704 ohm. Mình đo hai chân bìa. Chân E, chân B và chân E, chân C. Đó, cái giá trị của mình là. Sau đó mình tiếp tục mình đảo chiều quay đo lại. Đối với những cái con chanh to có trong mạch này á, thì tốt hơn hết các bạn cứ lấy mỏ hàng các bạn xả ra ha. Tại vì nó cái này có ba chân à, mình xả ra cũng dễ. Mình xả ra rồi mình đo trực tiếp. Nhiều khi các bạn để trên bo mạch đó nó không chính xác. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình kiểm tra coi cái điện áp không tải của mình và cái cường độ dòng điện nó ra không tải của cái bo mạch nguồn led driver đèn tiếp led Philips này nó có tương đương so với những cái đèn tiếp led thông thường hay không. Đó, ở đây mình nói lại là đối với con chanh to này á, mình có thể tháo ra ha, kiểm tra bên ngoài cho chính xác rồi mình hàng lại. Ở đây có ba chân nên quá trình mà hàng với lấy linh kiện ra rất dễ. Mình tiếp tục mình đo nóng, kiểm tra cái dòng điện không tải và cái điện áp ngõ ra không tải. Ở đây mình dùng hai dây đồng, mình câu dây ra ngoài cho tương ứng ha. Thì trên bo mạch đó thông thường người ta sẽ ký hiệu là cái V cộng và V trừ. Mình hàng theo đúng dây. Không thôi á, thì mình căn cứ vào cái tụ nguồn nó ra nè. Cái phần chân gạch trừ này á là chân âm. Còn cái chân còn lại chân dương. Thì chân dương của tụ nó nối vào cái chỗ nào á thì chỗ đó là mình hàng vô. Đó là đầu dương của nguồn led driver. Cái đầu còn lại là đầu âm của led driver. Thì trong quá trình mà sửa chữa mình sẽ hàn dây cho tiện ha. Đối với những trường hợp mà các bạn hư cái bộ led driver này á thì mình tháo ra sửa chữa mình cũng làm tương tự như vậy. Mình sẽ dùng hai cái đầu kẹp nhanh. Để mình đo cái điện áp. Mình dùng thêm một cái dây điện nối vào cái phích cắm 220V. Đó, kết nối như vậy. Rồi, mình tiến hành cấp nguồn và đo điện áp nó ra. Ở đây mình sẽ chỉnh cái mức DC của mình đó là 1000V. Mình đo điện áp không tải trước. Quay đỏ mình kẹp vô tương ứng. Đó, ở đây mình chỉ cần tiến hành mình cấp nguồn thôi để mình đo điện áp. Đây mình sẽ bật nguồn lên ha. Cái giá trị điện áp của mình đo là 317V DC. Điện áp ngõ ra của mình.
317V DC. Tiếp theo đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện hóa ra không tải. Mình tiếp tục mình chuyển về cổng com, gạt qua thang đo 10A. Đây là cái bộ nguồn led driver của nó này. Mình giữ nguyên vị trí ha. Cái giá trị cường độ điện của mình nó là 110mA, cái này là 0.11A. Đó là cường độ dòng điện hóa ra không tải. Như vậy Y của mình bằng 110mA. Thì đối với một cái dãy led như thế này á, cái định mức y giới hạn của nó là 150mA. Trong khi đó, cái giá trị của nguồn led driver là 110mA, tất nhiên nó nhỏ hơn 150. Như vậy là nó thỏa cái điều kiện để cho cái led này nó sáng. Toàn bộ dãy led này á, cường độ điện của nó chạy qua đây là 110mA. Còn cái chỉ số 150mA này á, là y giới hạn, y định mức của nó. Người ta luôn chọn á, giá trị là luôn luôn thấp hơn cái giá trị 150mA này. Và là trong video này á, mình đã nói về cái cấu tạo bên trong của đèn tiếp led 8 Philips, đồng thời cái sự khác biệt giữa cái bo nguồn led driver của đèn tiếp led Philips đối với tất cả các đèn khác. Linh kiện chủ yếu ở đây á, nó sẽ có sự khác biệt, đó chính là cái con biến áp xung và cái con chẵn to 1303. Việc sửa chữa cái này rất đơn giản và linh kiện rất dễ tìm. Trong bo mạch á, nó hư hỏng nhiều nhất là cái con chẵn to 13003. Cái con này á, nó rất phổ biến ha, trong cái một số đèn compact á, hoặc là những cái cục sạc điện thoại di động á, mà trước đây nó đã từng sử dụng là hai con chánh to, một con tạo di động và một con kích xung á, đó là cái con chánh to 13003. Thì mình có thể tận dụng lấy lại cái con 13003 mình thay vô vẫn ok. Nó có sự thuận lợi hơn so với những cái bo nguồn led driver khác. Nó dùng cái con IC 8 chân, IC nguồn led driver. Vì nhiều khi các bạn, thứ nhất á, nhiều bạn không đọc được cái mã số của nó. Cái thứ hai là các bạn không tìm ra linh kiện, nên bị khó khăn trong việc thay thế và sửa chữa. Tuy nhiên, đối với cái bo nguồn led driver của đèn Philips này á, thì linh kiện rất dễ tìm và dễ kiếm nữa. Cái con chính duy nhất đó chính là cái con chánh to 13003. Hầu như các cửa hàng mà bán linh kiện điện tử nào cũng có ha, mua trên mạng cũng có luôn. Rồi và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.